Hello chú. Hello chú Tuấn. Khỏe không anh? Ờ, cầm gì vậy? Chúc đi. Ê, xin chào các bạn, mình là Tuấn và sau bao ngày cái cục hàng này bị giam giữ ở hải quan thì mình đã lấy được cái đèn của hãng Cobo rồi. Và đây là một cái đèn khá là ấn tượng, mình muốn chia sẻ với anh em ha. Mình bóc ra nha. Ok, đây là cái con mình vừa mới unbox ra. Con Cobo CL100. Và 100 đây là 100W anh em, có nghĩa là cái con này nó ở mức công suất là không phải quá yếu mà cũng không phải quá mạnh, nó ở mức tầm trung. Tuy nhiên nó sở hữu một cái khối lượng mà anh em sẽ bất ngờ. Nó chỉ hơn 1kg thôi, và cụ thể hình như là 1,1kg cho cái đèn 100W. Đó, ấn tượng đúng không? Ok, rất là sáng đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nói sơ trước khi quay cái video ha. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm sample miễn phí của hãng Cobo gửi cho mình để mình có thể làm video review về sản phẩm này. Tuy nhiên bị giam cầm hải quan quá lâu, cụ thể là gần 6 tháng trời. Thành ra là mình thấy anh em ở Việt Nam mình đã làm video review về con này rất là nhiều và làm đã hay rồi. Thành ra trong video này, tất nhiên là mình cũng sẽ review sơ về sản phẩm này thôi. Tuy nhiên mình sẽ có một chủ đề khá là hay, đó là kỹ thuật dùng ánh sáng và những cái lỗi cơ bản mà anh em mắc phải khi quay ở trong những cái set studio. À, ok, bây giờ đón xem video này ha. Rồi, mình đang ngồi trong một cái set quay mà hôm nay mình muốn dùng cái set này để hướng dẫn anh em cách set đèn chuẩn studio. Và sẽ có nói về một cái số thứ mà mình nghĩ rất nhiều anh em bị mắc phải vấn đề đó ha. Và đây là đang sử dụng một ống đèn led tiếp cho những ngôi nhà bình thường. Và bây giờ mình sẽ thử những cái option đổi sang những cái set studio thì nó sẽ thay đổi như thế nào ha. Ok, đây là cái set studio cơ bản mình thường hay quay. Thì mình cũng nói luôn để anh em đỡ disclaimer mình ha. Thì set quay này nó bị một vấn đề là ở cái tủ ở đây nè, nó vẫn thiếu đèn. Nhưng mà thật ra là mình hết đèn rồi nên anh em thông cảm. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái set quay này ha. Thì nhiều anh em mình coi trên mạng thì bây giờ anh em làm đèn hay vlog rất là tốt rồi. Tuy nhiên có một vấn đề mà mình nghĩ nếu anh em quan tâm xíu thì anh em có thể làm cho cái set quay mình trở nên ok hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng những cái đèn như ha. Thứ nhất là một cái đèn Keylight, nó sẽ nằm ở vị trí bên đây của mình. Ở vị trí bên tay phải mình sẽ có một cái đèn là Fill. Và phía sau sẽ có những cái đèn decor tạo backlight gì đó cho mình. Thì đó là cái set cơ bản và mình nghĩ là nhiều anh em trên YouTube đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Bây giờ mình muốn nâng cao hơn một xíu, đó là về chất lượng nguồn sáng. Hay gọi là short light hoặc là hot light, ánh sáng cứng và ánh sáng mềm. Thì thông tin về ánh sáng cứng và ánh sáng mềm anh em hãy search trên Google, nó rất là nhiều, nó hàng lâm lắm. Bây giờ mình sẽ tập trung vào kiểu như thực chiến. Bây giờ mình sẽ biết về bản chất và đặc tính của những cái loại ánh sáng đó ha. Thì ánh sáng hot light nó sẽ tạo ra sự kịch tính, sự drama, sự gì đó ghê rớm rùng rợn gì đó. Còn short light thì nó sẽ tạo sự mềm mại, tự nhiên, thân thiện, dễ chịu gì đó. Thì đó là đặc tính của hai loại ánh sáng và cái cách phân biệt, cách sử dụng như thế nào á. Thì bây giờ bản chất của hàng hot light á thì nguồn sáng nó phải nhỏ nè, nó phải ở cách xa. Ngược lại thì hàng short light nó sẽ là nguồn sáng phải bự và nó phải ở gần. Ok, và trong những cái shot quay như thế này để trò chuyện, để talk show, để phỏng vấn, để review hay để làm bất cứ gì đó, không cần kịch tính nha, không cần rùng rợn drama gì đó, thì anh em sẽ cần shot light nhiều hơn. Và shot này đang sử dụng shot light. Đó là lý do tại sao mà nhiều khi anh em mua những cái mà cây đèn kiểu như thế này hoặc đèn led hay gì đó và anh em đánh vô mặt anh em cũng đúng thật, để cao lên xíu rồi đánh xéo gì góc gì đó, xong rồi thì anh em lại thấy là sao nó bị gai quá, bị gắt quá, bị gì đó. Rồi xong rồi anh em lại mua coi những cái mà live stream á, những cái đèn live stream hình dạng hình ring, hình tròn thế nè. Em đặt vô á, em quay kiểu mấy idol TikTok này nọ thì thấy da mặt mình đẹp xịn sò gì đó. Thì ok, đó là bản chất. Đó là cái nguồn sáng của anh em. Ví dụ như anh em để một cái tấm màn led hay cái này nọ thì nguồn sáng của anh em nó sẽ đang là bị nhỏ quá. Thành ra ánh sáng nó không phải short light mà nó lại là hot light. Hoặc là anh em đã nguồn sáng lớn rồi nhưng mà anh em để xa quá, thành ra nó vẫn chưa có thật sự mềm mại đâu. Và cái việc làm của mình để lấy được short light là mình sẽ tối ưu quá cả hai thứ, là biến nguồn sáng trở nên bự hơn
và để gần lại hơn thì anh em sẽ được một cái shot light mà kiểu như mịn màng nhất có thể và không cần phải dùng cái Kering. Tại vì dùng cái đèn mà Ringkey á, cái đèn Ringkey nó hình tròn thế này, anh em bắn trực diện vô á thì nó sẽ không có highlight, shadow, những cái dòng mid tone nó không có, nó đều hết rồi. Thành ra anh nhìn nó sẽ không có đẹp lắm. Còn khi mà anh em đánh đèn theo đúng kỹ thuật á thì nó sẽ đẹp hơn nhưng mà vẫn được sự mịn màng giống như cái đèn hình tròn của những idol makeup. Thì ok, bây giờ mình sẽ nhờ anh Vũ đứng ở đây và mình sẽ chứng minh cho anh em biết là hotline, shotline nó ảnh hưởng gì đến cái khung hình của anh em ha. Anh Vũ. Ok, đây là anh Vũ và hôm nay mình sẽ mượn anh Vũ làm mẫu ngày hôm nay để mình có thể mình thí nghiệm về cái shotline và hotline ha. À, đọc phiền Vũ xíu nha. Được không? Ok. Ok thiệt không? Ok thiệt. Đây là ánh sáng 100%. 0%. Ok, chỉnh ánh sáng rất là dễ với cái núm dặn. Rồi, ở đây nó sẽ có rất là nhiều mod nữa nha. Mod candle. Bonfire là lửa trại, nó cũng giống như kiểu candle vẫn là nến nhưng mà nó là đống lửa anh em. Breathing nghĩa là nó thở, breathing nghĩa là đang thở nha. Flash. Ơ, đừng. Mình không phải tính chiến sĩ đâu, mình là tính vô tội nha các bạn. Đừng. Ok, rồi. Nó còn rất là nhiều mod nha anh em. Thành ra là ở đây nó có nhiều chế độ mod lắm. Lighting như là sấm sét hay gì đó. Ok, và chế độ màn bình thường. Và bây giờ mình sẽ quay lại short line và hot line ha. À, ở đây mình sử dụng cái bóng đèn thường nha. Hoàng quay bóng đèn thử cho coi thử. Ok, anh này không cảm thì không có nhiều đèn, là không có đầu tư video nhiều. Thành ra là mình chỉ đầu tư vô cái set quay cho anh Vũ thôi. Còn cái này là mình sẽ làm tất cả mọi thứ đơn giản đi một xíu. Ok, mình lắp xong cái đèn rồi. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm hotline trước cho anh em xem ha. Đầu tiên thì nguồn sáng nhỏ thì ở đây anh em sẽ nhìn thử. Ở đây có một cái bóng led rất là nhỏ thì đây đáp ứng được cái nguồn sáng nhỏ rồi nè. Và để xa để mình có được hotline ha. Ok, mình sẽ để xa cho anh Vũ. Rồi, xa anh Vũ. Rồi cái này hình như để vô mặt anh Vũ thì phải cao lên chút nè. Đó. Rồi, bây giờ xem thấy là thứ nhất là nguồn sáng nhỏ nè. Có một bóng led hình tròn như thế này thôi. Đầu sáng rất là nhỏ. Khoảng cách của nó với anh Vũ thì khoảng một gian tay của mình. Thì nói chung khoảng cách vậy cũng tương đối xa rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên ha. Đó. Rồi đây là anh Vũ với mình trong cái ánh sáng gọi là hotline mạnh nhất có thể. Nguồn sáng nhỏ và khoảng cách xa. Thì thấy là anh Vũ nhìn rất là gai. Những cái lỗ chân lông của ảnh á, khi mà đèn nó đánh vô á, nó sẽ tạo thành bóng rất là đậm đen. Thành ra nhìn cái mặt ảnh nó cứ sần sần xù xù, nhìn rất là ghê. Những cái vị trí bóng đậm á, như sống mũi ảnh á, khi đèn đánh đây nó sẽ có những vị trí bóng á, thì em sẽ thấy nó rất là đậm, bóng nó bị đậm đen luôn á. Thì cái concept này chỉ để là cho anh Vũ làm giang hồ thôi. Chứ còn một làm một người hiền lành dễ thương, cute may quen thì không được ha. Ok, bây giờ sẽ thử option là mình dời nó gần lại xíu. Như lúc nãy mình nói, để lấy được ánh sáng mềm thì anh em có thể là dựa khoảng cách, anh em có thể là bây giờ đang là hotline kiểu như là gắt nhất có thể đúng không? Bây giờ mình sẽ giảm cái độ gắt hotline xíu bằng cách mình kéo lại gần. Kéo lại gần thì phải hạ này xuống xíu ha. Rồi, và lúc này anh Vũ thì người hơi hung dữ xíu thôi chứ hết là giang hồ rồi. Tại thực ra là khi mình đưa gần cái nguồn sáng vô xíu á thì anh Vũ lúc này anh Vũ sẽ thấy là vẫn sẽ gắt nha, nhưng mà nó sẽ giảm hơn khá là nhiều. Nếu anh em nào muốn nhìn kỹ thì mình sẽ cho heo đưa một cái scene là lúc này ở xa và bây giờ ở gần, để thấy sự hotline nó có sự thay đổi khi mà để gần và để xa. Ok, rồi. Cảm ơn Vũ ha. Bây giờ mình sẽ thêm một option nữa nha anh em. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy shotline ha. Thì shotline nó sẽ nhớ luôn, nguồn sáng phải lớn, nguồn sáng này rất là nhỏ. Bây giờ muốn làm nguồn sáng lớn lên thì em sẽ cần một cái tấm film hình vuông thế này. Hoặc là tốt nhất anh em có tiền thì nên xài shotbox. Thì hiện tại bây giờ sẽ gắn shotbox vô ha. Ok, gỡ này ra trước. Rồi. Ok, shotbox này bự quá. Bây giờ mình đã có nguồn sáng lớn rồi, nhưng mà mình để xa một xíu nha. Tất nhiên để xa phải cao lên vậy thì nó mới vô anh Vũ. Nó sao rất tắt. Ok, cái này có remote nữa nhưng mà mình không có đem xuống đây nữa, thôi mình hạ xuống lần nữa. Tấu hài xíu cũng được. Thôi bây giờ mình rút nghiệm là mình sẽ chỉnh softbox rồi mình ngó mặt Vũ như thế nào đó rồi mình mới tính tiếp. Rồi, tối quá, có shotbox lên là tối. Rồi, ok, rồi. Tăng lên.
Đây là anh Vũ và đây là một cái shot mà gần như hầu hết những anh em YouTuber hay những anh em đánh đèn á thì đều chơi như thế này. Đặt cái đèn ở vị trí cao và ở xa, gắn support hoặc tấm field gì đó thì để ánh sáng được mình. Thì nói chung là ok, hiện tại thì mọi người đang làm như vậy. Tuy nhiên mình thấy nó vẫn phí, tại vì nó đã mềm rồi nhưng mà lúc nào phải mềm hơn nữa thì anh Vũ sẽ trở nên hiền hòa, cute, familiar hơn rất là nhiều. Thành ra cái chuyện mình cần làm ở đây á là mình sẽ đẩy cái đèn lại gần xíu nữa để cái nguồn sáng nó vừa to và vừa gần thì em sẽ thấy được sự khác biệt ha. Rồi, anh em nhìn thử mặt anh Vũ nè, đó. Anh em sẽ thấy khác biệt rất là nhiều không? Khác biệt là khi mà mình để xa và để gần không? Heo cũng là một cái tấm before after của ánh sáng mềm mà gần và xa để cho mọi người thấy là chỉ cần anh em đưa cái đèn khiên mình lại càng gần nhất có thể đối với cái chủ thể mình cần quay á thì ánh sáng sẽ mềm và da mặt lúc nào skin tone lên cũng sẽ đẹp nhất có thể. Rồi, thấy đẹp trai chưa anh Vũ? Con là anh. Giỡn thôi chứ Vũ có ngồi ngó cam đâu biết. Heo đẹp trai chưa heo? Đẹp trai rồi. Ok, rồi nãy là mình tắt cái đèn fill để cho có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hotline và shortline thôi. Bây giờ heo mở cho mình đèn fill lên luôn. Đó, thì cái việc sử dụng shortline, hotline thì tùy mục đích của mình thôi. Nhưng mà thường đa số thì anh em nên sử dụng shortline. Và mình thấy là... Thôi Vũ ơi, Vũ đi ra đây cho mượn chỗ đi. Rồi, đến thời điểm hiện tại thì coi như anh em mình đã xong hết là những cái phần mà chú ý của đèn hotline và shortline ha. Thì anh em cứ nhớ bản chất của nó và anh em áp dụng sao phù hợp. Thì gần như là mình nói như vậy thôi chứ mình biết là anh em đã setup đèn rất là ok rồi. Mà chú nhấn mạnh trong video này là anh em chú ý cái khoảng cách, nó cũng quyết định cái độ mà mềm hoặc cứng của ánh sáng của anh em nữa. Anh em cứ đem cái đèn đến gần nhất có thể là được rồi. Ok, bây giờ xem lại hotline, nguồn sáng nhỏ và để ở xa thì anh em thấy cái bóng cánh mũi anh Vũ thì đang xì luôn và da mặt anh Vũ thì tương đối đẹp, thành ra anh em sẽ thấy nó sẽ hơi gai thôi. Nhưng mà ngó ra da mặt của mình á, mụn nhiều, nó thẹo nhiều nên sẽ thấy là ngay như cái thẹo á nó còn nổi cục 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 lên, nó nhìn thấy gớm lắm. Rồi bây giờ đến short line, nguồn sáng lớn và để gần thì anh em thấy cái bóng trên cánh mũi của anh Vũ á nó nhạt rồi, nó không có đậm đen như trước nữa và da mặt anh Vũ cũng đỡ sần sùi hơn, rất là đẹp rồi và da mặt mình cũng đẹp nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ nói về cái đèn Corbor CL100 này ha. Thì hiện tại bây giờ mình đang dùng cái đèn key là cái đèn CL100 của Corbor nè. Thì anh em sẽ thấy cái ánh sáng đánh vào mặt mình, tất cả mọi thứ thì đều rất là tốt. Và mình khi mình xem sụp của sản phẩm này em thấy không ngờ là một sản phẩm rẻ thế này mà vẫn cho chất lượng ánh sáng tốt như thế này. Và mình, sau đó mình đọc một thông số nhà sản xuất thì nó ghi là thông số CRI của sản phẩm này lên tới trên 97%. Có nghĩa một thông số rất ấn tượng, nó ngang ngửi một số dòng đèn cao cấp trên thị trường. Và một thông số nữa mình khá là thích đối với dòng sản phẩm này, nó là một cái đèn gần như là ánh sáng liên tục mà đúng nghĩa liên tục luôn á. Có nghĩa là như thế này, một số loại đèn cụ thể mình cũng ngại nó tên lắm, nhưng cụ thể là đèn Yongnuu đi, thì nếu mà anh em hay quay mà set studio với đèn á mà anh em quay frame rate cao á, thường thì anh em quay 24 frame hoặc 60 frame, anh em slow motion về 24 frame nó vẫn bình thường. Nhưng mà anh em quay 120 frame trở lên á mà anh em slow về 24 frame á, anh em coi lại cái file đó anh em sẽ thấy nó sẽ bị chớp, đèn nó không sáng liên tục, nó bị chớp. Tuy nhiên thông số của con này nó là 240 fps peak shooting, có nghĩa là nếu anh em quay với tốc độ frame rate là 240 khung hình trên giây, anh em về slow motion về 24 frame thì cái khung hình anh em vẫn sáng đều, không có hề bị chớp. Đó là một cái đèn rất là tuyệt vời đó, những anh em nào chuyên quay những cái pyro quảng cáo hay tất cả thứ cần slow motion nhiều thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và nãy giờ mình với anh Vũ cũng sầu quần rất là lâu rồi. Và gần như là thường á, những cái bóng đèn mà kiểu 100W trở lên á, nó đều có cái quạt và con này cũng có luôn. Tuy nhiên mình đã quay nãy giờ cũng khá là lâu rồi thì đèn nó sẽ nóng lên, tuy nhiên mình vẫn không nghe tiếng quạt. Ok, một số đèn á mới mở lên á thì nó chưa có nóng, thành ra nó không có tiếng quạt gì đâu. Sau này nó nóng thì quạt sẽ quay mạnh lên. Còn nãy giờ mở nãy giờ luôn vẫn nghe rất là êm, thành ra anh em sẽ yên tâm là cái đèn này nó sẽ không có bị hú là tiếng quạt đâu, rất là yên tâm ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video rất là nhiều. Và cũng nhân dịp năm mới thì mình và team làm phim của Nam Trịnh thì chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nha. Cảm ơn anh em.